Lên đây này con. Chạy đi, chụp đi. Bé không? Đi xuống dưới này luôn đi chứ. Về đi coi. Ơi. Con đông dữ lắm đông. Tượng Phật Di Lặc. Thôi đi với hai à. Bé đó con. Đi từ từ cho anh hai dẫn nghe anh hai. Tượng ông Phật Di Lặc nối Bà Đen Tây Ninh. Đó, có nhạc nước phúng phúng luôn. Nhạc nước phúng vào phúng lại luôn. Đó, để quay cho ông Phật cho mọi người xem. Đứng tùm té luôn. Người ta như kiến vậy. Thôi, xin chào các bạn nha.